Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với buổi trưa của máy xây dựng Thái Bảo ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu chương trình của máy bào tường nha. Máy này là máy cào tường, có thể là cào đi những lớp sơn này hoặc là lớp xi măng để mình ốp gạch, cũng như là mình cào đi lớp sơn để trét buộc sơn mới, thì nó sẽ nhanh hơn nhiều so với mình xả giấy này hoặc là mình xài bằng máy chà, nó khá là bụi nha. Nhưng mà hai sản phẩm này tốc độ cào tường khá là nhanh nha. Trưa ngày hôm nay đang có chương trình giảm giá luôn, đó mức giá là 2.600.000. Trưa ngày hôm nay đó, anh chị mình mua hai sản phẩm cào tường như này mức giá chỉ còn là 2.500.000 thôi. Mà hai thương hiệu này á là hầu như là hai thương hiệu khá là lớn luôn. Đầu tiên là sản phẩm ACZ này, với nhà máy là thương hiệu là Malaysia nha, nhưng mà lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc. Với công suất máy á, là máy lên đến là 1.200W này. Đó, đi kèm lưỡi bào tường rất là khủng nha. Đó, toàn là răng thép cao cấp, bên dưới là bàn xi inox rất là đẹp. Bên hông á thì cái phần mà hộp số này á là bằng hợp kim nhôm nha, không phải bằng nhựa. Mức giá có 2.500.000 là mức giá tốt đang được chương trình của công ty ưu đãi nha. Rồi tiếp tục sản phẩm này á, nếu anh chị nào mua thì sẽ được là một cái lưỡi bào ở góc cột này, bào không tới, công ty tính sẵn cho mình sẵn luôn. Tiếp tục thêm một dây nguồn khá là dài nha, với dây nguồn lên đến là 5m nè, cho cái phạm vi di chuyển lúc mà anh chị xài á, với là hoạt động nó sẽ tối ưu hơn, nhiều mét tường hơn. Mà nếu mà anh chị mua những con này á, tiết kiệm nhân công dữ lắm nha. Đó, bình thường mình xả tường á, nguyên nhà mà sơn lại nó khá là lâu, thì trưa ngày hôm nay mình lấy con này á, 5 thợ 6 thợ làm một ngày chỉ bằng con máy này làm một ngày đúng thôi. Đó, 2.500.000 đối với sản phẩm ACZ nha. Nếu mà anh chị nào không thích ACZ thì mình có thể là tham khảo một con máy cào này tường nội địa luôn. Con này á là hàng nội địa bên Trung Quốc luôn nha. Mức giá cũng y chang, nó sẽ là màu cam nha. Đó, đi kèm cũng được công ty cho y chang nhau ạ. Bảo thấy cũng giống nhau luôn, cũng có cái cục mà bào gốc nha. Đó, nó nói chung là nhìn chung nó sẽ giống màu nha. Rồi sản phẩm này á, với công suất lớn hơn lên đến 1.800W, xài điện 220, mức giá y chang, thì tùy anh chị thôi. Thích ACZ hàng chính hãng, công ty Việt Nam nhập về, 1.200W. Còn nếu anh chị nào thích công suất to hơn một tí xíu, 1.800W, lấy thằng nội địa này, 2.500.000. Đó cũng được này, lưỡi bào gốc nha. Đó, đỉnh đầu thép tôi rất là chắc chắn, cho anh chị bào nhiều ngôi nhà khác nhau, xài thu hồi vốn rất là nhanh nha. Đó, chỉ cần một ngày thôi. Nếu anh chị nào cần sửa nhà này, tô nhà lại, chỉ cần riêng máy này không, đã bao và chấp cả 5-6 người thợ làm cùng một lúc nha, bào rất là nhanh luôn. Rồi tiếp tục cái phần này á, thì nó là xi inox rất là đẹp này, láng bóng này. Bên trên nếu anh chị nào á thích dày mỏng thì mình chỉnh cái này nha, chỉnh cao thấp lưỡi. Lưỡi thì tối đa của lưỡi bào á là từ 1 đến là 4mm là tối đa nha. Rồi vòng tua máy rất là khỏe, vì máy là tua chậm nha. Đó, nó xài nhông cao 4.200 vòng trên 1 phút. Đó, cái này thì lưỡi á, chiều dày nó khá là dày nha, từ 15 đến là 20mm thôi. Rồi, thì Bảo giới thiệu lại thôi. Đó, được bảo hành toàn bộ của hai sản phẩm này á, là 6 tháng nè. Đó, được một thùng đựng to như này, chắc chắn như này. Nếu anh chị nào á đầu tư sản phẩm này, đi làm nhiều công trình hay nhận nhà sửa này, cũng như là đóng gạch mới, tô nhà lại mới, có thể sắm con này, cực kỳ tiết kiệm nhân công này, cũng như là chi phí trả tiền thợ nha, tiền lính. Vì giờ á, thợ với lính á, là ngày cũng 4-500 rồi. Mình thuê 4-5 người xả một ngày bằng một con máy này thôi. Nhưng mà máy này á là không phải xài một ngày, nó sẽ xài rất là nhiều ngày, và đương nhiên sẽ cào được nhiều công trình, giúp anh chị mình làm nhanh công trình hơn. Đó, thu hồi vốn lẹ hơn, cũng như là tiết kiệm nhân công. Đó, với mức giá được giảm 100.000
cho hai sản phẩm máy cào tường ACZ và hàng nội địa. Công suất thì ACZ là 1.200W, còn nội địa là 1.800. Thì anh chị, cô chú nào á đang làm công trình hoặc là muốn sửa nhà để ở nó đẹp hơn, mới hơn, tham khảo hai con máy cào tường này đang mức giá tốt thì liên hệ cho cửa hàng Bảo qua ba số điện thoại trên màn hình để được tham khảo này, cũng như là rõ ràng hơn thông số kỹ thuật, cách sử dụng nhiều hơn. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video buổi trưa về hai sản phẩm cào tường giá rẻ giảm giá trưa ngày hôm nay tại đây.